Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark One, lại là mình đây. Hôm nay thì mình lại ngồi đây để giới thiệu cho các bạn những sản phẩm phụ kiện mà mình nghĩ là rất là cần thiết cho MacBook. Bởi vì khi các bạn mà mới sử dụng cho mình một chiếc MacBook thì giá trị của nó cũng không phải là rẻ. Cho nên là chúng ta cũng phải cần cách để bảo vệ cho em nó một cách tốt nhất là nào. Và bây giờ thì intro nào. Mark One số 1 về Mac. Đầu tiên là miếng dán chống xước chống lóa cho MacBook. Có thể nói thì màn hình là một cái linh kiện đắt giá nhất trên MacBook, và khi mà các bạn gặp vấn đề với màn hình ấy thì mình có thể thay thế cái màn hình với cái giá trị lên đến bằng gần một nửa cho MacBook, nên là các bạn đặc biệt là quan tâm đến cái màn hình này nhé. Hiện tại thì Mark One đang có kinh doanh hai miếng dán của hai hãng khá là tốt là của JCPan và JRC. Không biết là các bạn nghĩ thế nào, chứ cá nhân mình sử dụng máy thì cực kỳ khó chịu khi mà có ai đó chỉ tay trực tiếp vào màn hình của mình, và đặc biệt là người ấy khi mà có móng tay thực sự là rất là sót luôn. Nhưng mà nếu mà có miếng dán ấy, thì các bạn có thể vô tư với những cái điều này. Thứ hai nữa là màn hình rất dễ bị hằn cái bàn phím lên, cho nên là các bạn có thể chưa gặp nhưng mà mình đã gặp rất nhiều máy có bị hằn các nốt in bàn phím lên màn hình, nhìn rất là khó chịu. Tuy nhiên có một cái nhược điểm ở trên miếng dán này là cái miếng dán này dễ bám bụi và các bạn phải thường lau thường xuyên. Tiếp theo là những chiếc ốp với khá là nhiều màu sắc phù hợp cho bạn. Nếu mà các bạn đã quá nhàm chán chiếc màu của MacBook của mình rồi thì các bạn có thể tham khảo thêm các loại ốp với rất là nhiều màu sắc đa dạng, có thể là hợp mệnh hoặc là hợp với cái nơi mà các bạn làm việc hơn. Ngoài đa dạng về màu sắc ra thì những chiếc ốp này cũng có khả năng chống va đập rất là tốt. Khi mà chúng ta di chuyển, nó sẽ bảo vệ các góc của MacBook chúng ta tốt hơn khi mà chẳng may bị va chạm vào bàn hay là đồ tường. MacBook thì được làm từ kim loại nguyên khối cho nên là rất là dễ móp, và khi móp thì các bạn biết rồi đấy, sẽ rất là mất thẩm mỹ và ảnh hưởng tới phần cứng rất là nhiều. Và một điểm nữa mà khi chúng ta đặt MacBook lên mặt những cái mặt bàn gồ ghề thì không phải lo chảy xước, bởi vì là mặt dưới cũng đã có những cái tấm nhựa đỡ cho chúng ta rồi. Một điểm mà các bạn hay thắc mắc là dùng ốp có bị nóng hay là không, thì câu trả lời là không nhé. Vì quạt tản nhiệt của MacBook nằm ở khe dưới này nên là khi nhiệt thoát ra ngoài sẽ theo đường này mà ốp sẽ không che chắn. Tuy nhiên vẫn có một số nhược điểm khi mà dùng ốp thì máy sẽ dày lên một chút, có bụi lọt vào trong máy nên các bạn cần phải vệ sinh thường xuyên hơn. Cuối cùng là thứ không thể thiếu được với mỗi chiếc MacBook, nó vừa bảo vệ tốt cho máy vừa có tính thẩm mỹ cao, đó chính là những chiếc túi chống sốc. Các bạn đừng nên đắn đo có nên bỏ ra một vài trăm nghìn để mua túi chống sốc để bảo vệ cho MacBook một vài chục triệu hay không nhé. Ở đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn là 3 mẫu túi chống sốc. Cả 3 thì đều chống sốc rất là tốt khi mà xảy ra rơi rớt máy, và cả 3 cũng đều chống nước luôn. Lát nữa thì mình sẽ có video test nước cho các bạn nhé. Chiếc túi đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho các bạn là chiếc túi KinMark vân đá. Thì chiếc túi này có rất là nhiều màu sắc, tuy nhiên thì mình lấy một màu đại diện ở đây thôi. Chiếc túi này thì sẽ sử dụng cho MacBook 13 inch thì nó sẽ rất là vừa vặn như thế này. Các bạn có thể dễ dàng cho vào túi. Và túi thì sẽ có một ngăn nhỏ nữa, chúng ta có thể cho thêm điện thoại hoặc là túi hoặc là ví của mình vào nhé. Chiếc túi này thì mình đánh giá ở mức khá thôi, bởi vì các góc của nó mình vẫn chưa thấy cảm giác thực sự là tốt. Chiếc túi KinMark này có rất là nhiều màu sắc vân đá khác nhau và giá của nó là 350.000 đồng. Tiếp theo chính là chiếc túi Anki. Túi này thì được gia công từ vải dù ở bên ngoài, và bên trong thì sẽ có một lớp lông mềm. Các bạn có thể yên tâm bỏ MacBook vào đây mà không bị lo các hạt lọt bụi vào để lo sức máy. Đây, mình có thể demo cho các bạn. Đây, chúng ta cho vào rất dễ dàng. Và khi mở một ngăn nhỏ ra thì gợi cho mình một cái cảm giác rất là giống những cái cặp ngày xưa có những cái ngăn mà chúng ta có thể đựng bút hoặc là đựng những cái tờ giấy nhớ nhỏ vào đây. Chiếc túi Anki chất liệu vải dù và lớp lông ở bên trong sẽ có giá là 300.000 đồng. Cuối cùng là chiếc túi mà mình muốn giới thiệu cho các bạn nhất, đó là chính là chiếc túi Tom Tóc. Chiếc túi này thì ngoài khả năng chống sốc rất là tuyệt vời ra, nó còn một khả năng rất là tốt nữa, đó là chống nước hoàn toàn là gần như là tuyệt đối. Lát nữa thì mình sẽ thử đổ nước luôn cho các bạn xem nhé. Mình sẽ bỏ chiếc MacBook của mình vào. Và ngăn ngoài này thì cũng rất là rộng rãi, các bạn có thể để thêm một chiếc ví. Ok, và bây giờ mình sẽ test luôn cho các bạn xem nhé. Không nhỉ. Chiếc túi Tom Tóc cao cấp chống sốc chống nước này có giá là 700.000 đồng tại Mark One. Ok, trên đây là một số mẫu phụ kiện mà mình muốn giới thiệu cho các bạn để các bạn có thể bảo vệ MacBook của mình một cách tốt hơn. Link thì mình sẽ để dưới mô tả nhé. Còn các bạn nào mà mua MacBook tại Mark One rồi thì các bạn có thể được discount 10% tại cửa hàng. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.